Các bạn nhớ này, các bạn lưu ý những cái điều như thế này: vai giữ nguyên không di chuyển, cẳng tay di chuyển, lưng thẳng. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để mà tập bài tay sau với cáp. Đây các bạn, thực ra là cái bài này á, nếu tên tiếng Anh gọi là Rope Tricep Extension. Nếu mà các bạn nào mà gọi theo mỹ miều hơn một tí, thích là bài bản hơn một tí thì gọi là cơ tập nhóm cơ tam đầu. Mà nếu mà gọi thoải mái hơn á thì có thể là gọi là tập tay sau ha. Đây này, cái nhóm cơ này này các bạn. Đây, đây nha, nhóm cơ này nha. Mình với các bạn là sẽ thống nhất với nhau đó là gọi là cơ tay sau cho nó thoải mái ha, cho nó dễ gọi, cũng như là dễ hướng dẫn cho các bạn ha. Bây giờ mình sẽ làm mẫu, có nghĩa là mình sẽ làm đúng trước, sau đó là các bạn, sau đó là mình sẽ chỉ ra những cái lỗi sai khi mà các bạn tập với bài tay sau này ha. Đấy, bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết khi mà các bạn tập bài này ha. Các bạn để ý này, cái khúc có rất là nhiều bạn mắc một cái lỗi, đó là các bạn dùng cái thanh tên của các bạn á, dùng vai, dùng lưng của các bạn á để mà tập cái bài này được dễ hơn. Nhưng thực ra đó các bạn, nếu mà bạn tập như thế á, nó sẽ vào phần vai mà nó ít vào phần tay sau của các bạn, hình dung không? Đây, mình sẽ làm mẫu khi mà các bạn, rất nhiều bạn mắc phải một cái lỗi như thế này nè. Đó là các bạn tập dùng như này. Đó, các bạn dùng cái vai. Các bạn dùng cái vai. Đấy, các bạn dùng cái vai. Đó, sai nha. Các bạn dùng cái vai để làm cái lực kéo thì nó sẽ ăn vào phần vai của các bạn, nên là nó sẽ hạn chế ăn vào cái phần mà tay sau của các bạn ha. Đó là cái lỗi đầu tiên khi mà các bạn tập với bài Rope Tricep Extension, gọi là bài cơ tay sau với cáp. Khi mà bạn mắc cái lỗi này á thì nó sẽ làm cho là cái bài tập của này á nó kém hiệu quả. Bởi vì sao? Cái bài tập này nó sẽ vào phần lưng của bạn và vào phần vai của bạn, thì cái phần tay sau của bạn á sẽ bị hạn chế vào rất là nhiều ha. Thứ hai đó là nó không đúng và nó dễ làm đau lưng lắm. Rồi, đây là cái lỗi đầu tiên các bạn nên tránh ha. Cái lỗi thứ hai mà mình hay thấy các bạn gặp phải đó là các bạn dùng cả cánh tay để kéo cáp với tay sau. Để mình làm cho các bạn hình dung này, lỗi sai này các bạn. Đây, các bạn thấy sai chưa? Bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn để khắc phục cái lỗi này các bạn. Có rất là nhiều bạn mới tập thì thường, có nghĩa là các bạn không điều khiển được cái phần vai cũng như là cái phần tay trên của các bạn á, thì các bạn hãy ghi vào. Các bạn ghi vào như thế, hãy dùng cái người của bạn á để ghi cái tay của mình vào đây. À, các bạn này ghi không? Đây, đây, ghi vào đây ha. Các bạn ghi vào đây. Đó. Đây, các bạn ghi vào ha. Các bạn ghi vào đây để mà tạo thành một cái thế khi mà các bạn tập với cái bài kéo cáp này sẽ dễ dàng hơn, cũng như là ăn sâu hơn mà không bị chấn thương ha. Đây các bạn. Đó, các bạn ghi vào cho mình. Thứ hai á, nếu mà bạn tập lâu rồi á, các bạn có thể là cố định được cái phần vai của mình giữ nguyên á, thì quá tuyệt vời, sẽ ăn sâu hơn, tốt hơn so với cái việc mà các bạn dùng lực của con người nữa, lực của bản thân của mình nữa ha. Các bạn sẽ dùng như thế này, đây. Lưu ý nha, mình hay nhìn vào gương để mình coi cái form của mình có đúng chưa đó các bạn. Đây, kéo tới, cố gắng là kéo tới, đừng có kéo tới sát như thế này. Kéo sát như thế này là nó bị hạn chế sự phát triển này, mà kéo sâu quá như thế này nó cũng hạn chế cái sự phát triển này. Với bài tập này á các bạn có thể đứng hoặc là các bạn có thể quỳ nha. Về cái form người thì nó không có ảnh hưởng đến gì cả ha. Các bạn có thể quỳ xuống nếu các bạn thích quỳ. Đây các bạn, đây này các bạn, quỳ vẫn như thường thôi. 1, 2. Các bạn nhớ này, các bạn lưu ý những cái điều như thế này: vai giữ nguyên không di chuyển, cẳng tay di chuyển, lưng thẳng, hạ xuống á thì thở ra,
đẩy lên thì hít vào ha. Trước khi tập gym để đạt hiệu quả cao nhất, các bạn nên ăn một cái món gì đó để mà có năng lượng, có dinh dưỡng, có protein để xây dựng cơ bắp cho bản thân mình ha. Thì nếu các bạn đang phân vân không biết là lựa chọn cái sản phẩm nào thì các bạn hãy inbox cho mình. Đây là cái sản phẩm bột ngũ cốc tăng cân, tăng cơ, hỗ trợ cho cái người tập gym. Một hộp chỉ là 199.000 thôi. Các bạn có thể uống gần một tháng các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Uống bột rất là ngon nha. Mua thì ủng hộ cho mình ha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Chào các bạn.